Rồi, xin chào 500 anh em nha. Thì trong video này thì Sơn sẽ chia sẻ cho anh em về cái kế hoạch làm việc trong tháng 8 sắp tới về affiliate marketing cộng với cả Clickbank như anh em đang tiến hành cùng với cả Sơn. Thì Sơn cũng sẽ tổng kết lại cái tháng 7 vừa qua thì mình đã làm được điều gì rồi. Rất là tuyệt vời đúng không nào? Thì video này thì chắc chắn là nó sẽ giúp cho anh em có được rất là nhiều những cái điều thông tin mới này. Nên anh em hãy xem hết cái video này nha. Được chưa? Thì video này sẽ rất là giá trị để cho anh em biết được rằng trong tháng tới chúng ta sẽ có gì mới, chúng ta sẽ cần phải làm gì mỗi ngày và làm sao để chúng ta có thể đạt ra được cái mục tiêu của mình trong thời gian tới. Thôi thì đáng lẽ ra là cái này là chia sẻ sau, nhưng bây giờ là mình làm trước luôn để cho anh em cảm thấy phấn khích này. Đó là cái gì đây? Đó là cái kết quả đạt được của những anh em trong tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua mà thời gian gần đây anh em có show lên đó. Đáng lẽ ra là sẽ có rất là nhiều cái kết quả đó, nhưng mà có thể là anh em không có chức đăng lên thôi đấy. Thì bây giờ cho các bạn thấy một bạn này này, đây nhá, bạn này mới làm được một thời gian rất là ngắn thôi và sau đó thì bạn ấy ra được một sale. Thì khi mà ra được một sale á, bạn ấy ra được hai upsell mới, và hai upsell này á, là tổng cộng là bạn ra được 3 sale, và số tiền mà bạn ấy kiếm được là thông qua một vị khách hàng này là 70,23 đô đô. Đó, thì 70,23 đô là bao nhiêu tiền? 70,23 nhân với cả 23.000 tiền Việt Nam đi thì nó sẽ ra là 1,6 triệu. Ồ, tuyệt vời không các bạn? 1,6 triệu chỉ trong vòng thời gian rất là ngắn thôi nha. Đây là người thật việc thật nha các bạn. Và trong group của chúng ta nha, chứ không có phải là mình tự tạo ra được. Được chưa? Đó, và các bạn này bạn chia sẻ nhá. Cái điều này thì cũng hên xui đấy các bạn, đó là bạn ấy mới làm được một tuần và có tổng 75 lượt click vào cái đường link tiếp thị liên kết của bạn đấy. Thì đây, 75 lượt click ở đây. Sau đó thì trong 75 lượt click này thì có tới 50 lượt click là do bạn ấy tự làm rồi, bạn ấy tự thử nghiệm rồi, và 20 click còn lại là do khách. Và 20 click này thì đã ra được 3 sale rồi, được chưa? Thì đây là một bạn đầu tiên, và các bạn hoàn toàn có thể kiểm chứng những người thật việc thật này ở đây. Đó là trong group của chúng ta, đó là group trở thành chiến binh affiliate marketer đỉnh cao, đúng không nào? Các bạn có thể vào cái phần là chuyên mục ảnh đây nè, các bạn sẽ nhìn thấy là các bạn ra sale không được bao nhiêu được, thì những ai thì nó có thật hết nha các bạn. Rồi, và bên cạnh đó thì có group đó là học viện Clickbank chuyên sâu, nhưng group này thì là dành cho những anh em đang trả phí. Thì các bạn nó muốn xin vào group này thì các bạn nó cần phải trở thành học viên và các bạn đã đóng phí rồi thì các bạn mới được vô đây nhá. Rồi, thì bây giờ là còn ai nữa ra sale nữa hay không thì bây giờ lại bật tiếp cho các bạn coi này. Đây, bạn này là bạn trong chương trình học viện Clickbank chuyên sâu, và ngày hôm nay là bạn ấy ra được 2 sale rồi, thì bạn ấy tổng cộng là được 300 lượt click hơn một chút thì ra được 2 sale. Và tổng 2 sale này á, là 63 đô 14 và không có upsell, chưa có upsell. Thì có khả năng cao á, là sau này khi mà người ta đã học cái chương trình đó rồi và sau đó thì người ta sẽ đưa ra quyết định, người ta sẽ upsell tiếp, được chưa? Thì trong những video sắp tới thì Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn rất là nhiều những cái chiến lược đó, tuyệt vời, và làm sao đó để giúp chúng ta có thể gia tăng được upsell lên, gia tăng được cái giá trị đơn hàng lên nha các bạn. Thì các bạn đã nhớ xem hết cái video này bởi vì nó sẽ rất là giá trị. Đó, thì bạn này làm đã được sale thứ hai rồi nhá. Đây, có thêm một bạn nữa, và bạn ấy cũng rất là bất ngờ khi bạn ấy hỏi rằng không biết có phải đây là sale không, mà làm mới một tuần thì đã ra được thôi, mà mới đăng được có 3-7 post lên Instagram. Đó, các bạn thấy tuyệt vời chưa nào? Nên ở đây á, là cái việc là mình ra sale được hay chưa hay không á, hay là mình làm thời gian ngắn hay là dài, nó chưa quan trọng đâu các bạn. Nó cũng hên xui thôi. Có người thì ra nhanh, có người thì ra chậm. Và chúng ta hãy nhớ là mình cần phải kiên trì, kiên định với mục tiêu, và làm từ từ thì nó cũng sẽ ra thôi các bạn. Làm đúng đủ đều những cái gì mà Sơn đã hướng dẫn cho các bạn trên kênh YouTube nha. Đó, thì đó là những cái gì mà mình chia sẻ hết rồi, và mình không có gì là mình giấu kín các bạn đâu. Nếu như các bạn đã quan tâm về cái chương trình học Clickbank chuyên sâu thì đây là chương trình trả phí, và khi mà bạn đã tham gia vào chương trình học này thì Sơn sẽ hỗ trợ cho các bạn ở cái level nó cao hơn và sẽ chia sẻ chi tiết chính xác tỉ mỉ để các bạn có thể làm được. Không gặp bất kỳ khó khăn gì thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đây, một bạn khác trong học viện Clickbank chuyên sâu thì bạn ấy làm
sau 15 ngày thủ công, và mặc dù không có quá nhiều thời gian nhưng cũng đã ra được cái kết quả đầu tiên. Thì cái hình này nó hơi bị nhỏ một chút nhưng mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được cái sale của bạn ấy, đúng không nào? Thì chút nữa thì mình bật lại nhé. Rồi, bạn tiếp theo này, bạn này làm 26 ngày thì đã ra được sale là 33 đô 59 đồng. Rồi thì đó là những cái kết quả mà đã đạt được vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua. Còn trong cái tháng 7 vừa rồi ấy, thì quá nhiều bạn đã có được cái kết quả rồi, đúng không nào? Thì trong những video trước á, mà các bạn, nếu như các bạn chịu khó mà để ý á, thì các bạn cũng đã nhìn thấy được rằng những cái kết quả mà Sơn có show lên ở trên kênh YouTube của mình, đúng không nào? Đấy, cái bạn vừa nãy, bạn ấy làm trong thời gian rất là ngắn thôi đó, thì bạn ấy ra được cái sale ở đây này. Thì cái hình này nó nhỏ quá nên mình không có nhìn thấy được nhá. Rồi thì các bạn nó có thể là tham gia vào trong cái group, đây là group miễn phí nha, anh em có thể vào đây để sinh hoạt. Group này thì có gần 10.000 thành viên rồi, thì chúng ta có thể tham gia vào trong group này, hoặc là bạn cũng có thể đăng ký cái chương trình là tự học Clickbank này, và làm sao đó để kiếm được là 1.000 đô la đầu tiên từ online. Thì mình không có nói rằng là các bạn sẽ kiếm được cái này trong vòng 1 tháng nha, mà các bạn sẽ cần phải có cái thời gian ban đầu. Nhưng đây là cái thời gian để các bạn bắt đầu, bạn xây dựng cho mình một cái hệ thống, bắt đầu xây dựng cho mình là về những cái traffic để làm sao đó mình có thể phát triển được lên. Thì các bạn đã cần phải có thời gian nhất định đấy. Và khi mà các bạn đăng ký chương trình này thì mình đang chia sẻ nó miễn phí và giúp cho anh em nào chưa có điều kiện để mình tham gia vào trong chương trình Học viện Clickbank chuyên sâu. Thì chương trình đó thì là chương trình nâng cao rồi, anh em cứ học trong cái chương trình miễn phí này trước đi. Sau đó thì mình muốn học một cách nghiêm túc, muốn được cái người thầy chỉ dẫn dẫn dắt thì mình hãy tham gia vào chương trình chuyên sâu, được chưa? Rồi tiếp theo đây, thì bây giờ là mình quay lại cái kế hoạch và tổng kết trong tháng 7 vừa qua. Thì trong cái tháng 7 vừa qua đó thì Sơn đang hướng dẫn cho anh em làm Clickbank về cái ngách cụ thể, đó là ngách về cooking, cái ngách cooking, nick size là cooking, đúng không nào? Và cái sản phẩm mà chúng ta đang bán ở đây đó là sản phẩm về keto giảm cân. Đây thì bây giờ là Sơn sẽ bật lên cái ngách ở đây để chúng ta có thể coi lại nhá. Food and Wine Cooking này. Và cái sản phẩm của chúng ta là sản phẩm về keto 28 ngày. Keto diet, đúng không nào? Keto diet. Sản phẩm keto 28 ngày. Rồi thì mình vào cái giao diện này để cho các bạn nó nhìn cho nó dễ nhá. Thì cái sản phẩm mà chúng ta đang kinh doanh ở đây đó là keto 28 ngày. Và chúng ta đã được trải nghiệm thông qua là về những cách làm trên Instagram, trên Pinterest và YouTube, đúng không nào? Thì Instagram ở đây đang là một cái traffic mà giúp chúng ta ra được cái kết quả tốt nhất. Và nó sẽ ra được nhanh trong thời gian đầu. Có thể các bạn nó chỉ cần nó xoay trong khoảng 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần, hoặc là trong vòng 30 ngày là các bạn đã bắt đầu các bạn ra sale rồi. Và Sơn khuyến nghị các bạn khi mà các bạn làm Instagram á, nếu như bây giờ chúng ta chưa ra sale đều, chúng ta mới chỉ ra được 1-2 sale thôi, thì nó không có sao đâu các bạn. Nên nó mình hay nói với anh em trong cái chương trình Clickbank chuyên sâu đó, đó là các bạn hãy luôn luôn nhớ cái cột mốc đó là 10.000 lượt follow. Khi nào các bạn đã đạt được 10.000 lượt follower này rồi thì các bạn sẽ ra sale rất là đều đặn. Đấy, nên cái việc của chúng ta thời gian đầu chúng ta không có quan tâm cái việc là có sale hay là chưa có sale. Thì câu hỏi là mục tiêu là khi nào các bạn sẽ đạt được 10.000 lượt follow. Khi bạn đã đạt được 10.000 lượt follow rồi thì thứ nhất, tài khoản của bạn ra sale được thường xuyên hơn, ra rất là đều, thậm chí là ngày nào các bạn cũng sẽ có sale, có đơn hàng. Cái điều số 2 ở đây đó là chúng ta sẽ có được cái lượt traffic tự nhiên. Người ta sẽ tự động, người ta tìm được cái tài khoản của bạn, tự follow. Và khi các bạn đã đạt được cột mốc 10.000 follow rồi á, thì bạn sẽ lên follow rất là nhanh, lên follow rất là nhanh. Bạn chỉ khó khăn khi mà lên được 10.000 là follow thôi. Thì ở đây mình hãy đặt cho mình một cái mốc thời gian, làm trong vòng bao lâu để lên được 10.000 là follow. Không gì là không thể. Thậm chí là bạn đặt ra cột mốc là 1 tháng bạn lên được 10.000 là follow thì cũng sẽ có cách cho bạn lên được. Quan trọng là chúng ta sẽ luôn luôn bắt đầu bằng cái mục tiêu trước, chứ không phải là chúng ta tìm cái cách làm ban đầu. Thì các bạn đã xác định được mục tiêu này rồi thì các bạn chắc chắn các bạn sẽ có cái giải pháp. Và Sơn cũng có chia sẻ cho các bạn cái case study, không biết các bạn có coi hay không. Đó là có một cái bạn sinh năm 96 rồi mà bạn hoàn toàn có thể một tháng
bạn ấy xây ra được là 30.000 follow trên Instagram đấy, và nó sẽ có cách hết cho các bạn. Thì khi các bạn đã vào trong chương trình chuyên sâu á, thì mình sẽ chỉ cho các bạn từng bước một, từng chuỗi, từng step by step để các bạn có thể đạt được cái điều này. Nhưng hãy nhớ, nếu như bây giờ các bạn mới bắt đầu thì hãy luôn luôn cho mình thiết lập cho mình một cột mốc là 10.000 follower trên Instagram đó, và bên cạnh đó là 10.000 follower trên Pinterest và trên YouTube. Thì YouTube ở đây bây giờ mình show cho các bạn những cái tài khoản mà hiện tại chúng ta đang làm nhá. Đây là cái Instagram này, đây là Instagram mà mình đang làm demo cho anh em nhá. Còn những cái tài khoản thật và mình nuôi ở đâu thì mình tạm thời mình sẽ không có thể nào chia sẻ cho anh em được, anh em thông cảm cái điều này. Thì đây là tài khoản mình đang demo để mình chia sẻ cho anh em cái cách thức để mình có thể đạt được cái điều này nhá. Rồi đây là Instagram của mình nè. Đó, thì mình cũng phải là follow khoảng là 3.000 người thì mình được là khoảng 600 người lượt theo dõi. Mặc dù không có thời gian nhiều để mình làm này, tài khoản này là mình làm 100% bằng tay để mình thử xem cái tiến độ nó phát triển ra làm sao để giúp cho anh em có thể là nó đi vào thực tế. Rồi cái tài khoản số 2 là mình đang xây dựng, đó là về tài khoản về Pinterest. Thì Pinterest mình đánh giá là nó khá là tuyệt vời và nó giúp cho chúng ta lên follow rất là nhanh. Một ngày mình có thể tăng được khoảng 150 cho tới 300 lượt follow, rất tuyệt vời luôn các bạn. Và hiện tại là các bạn nhìn này, mỗi tháng mình có 79.000 lượt xem hàng tháng, và cái này nó đang cứ tăng phát triển dần đều lên, và có khoảng 6.700 lượt tương tác. Thì khi mà mình bấm vào phần phân tích ở đây này, phần tổng quan phân tích á, thì nó sẽ ra cái bảng này, nó sẽ ra cái bảng để chúng ta có thể nhìn thấy được phần tổng quan đây. Các bạn nhìn thấy này, cái biểu đồ nó cứ tăng lên dần này, tăng lên dần này, tăng lên dần này. Đó, và cái này mình làm còn chưa được một tháng nữa, có khoảng 2 tuần tới 3 tuần thôi thì nó đã phát triển lên được như vậy rồi. Và cái lượt hiển thị nó tăng rất đột biến, 137.000 lượt hiển thị. Và lượt tương tác cũng rất là cao. Thì các bạn có thể vào trong cái phần đó là analytics ở đây này, để các bạn có thể theo dõi để xem hết đó nhá. Ở đây này các bạn cũng có thể nhìn thấy này, cái người theo dõi của mình này được gần 2.000 người theo dõi rồi, được 2.000 người theo dõi rồi. Đó, và trên Pinterest thì một ngày đó thì mình nó rảnh mà, đang rất là rảnh. Nên mình cũng đăng lên khoảng 1.000 cho tới 2.000 bài, và cái này đều là report hết. Thì có nhiều người bạn cũng hỏi là cái Pinterest đó, là mình đang đăng cái bài mà có link của người khác thì liệu mình kiếm tiền bằng cách nào. Thì trong cái tháng 8 này thì sẽ có một vài cái update, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó làm về Pinterest kỹ hơn nhá. Nhưng thời gian đầu bạn cứ xây dựng Pinterest lên đi. Bởi vì thứ nhất là nó không có bị chặn, nó đã xây dựng nó rất là dễ. Một ngày bạn có thể kéo được khoảng 150 cho tới khoảng 300 lượt follow rất là nhanh các bạn, cực kỳ nhanh, tuyệt vời lắm luôn các bạn. Đó, rồi tiếp theo này, đây là cái trang YouTube của mình. Đây là lượt hiển thị trong khoảng 48 giờ gần nhất, khá là tốt. Một kênh YouTube nếu như bây giờ mà mình làm bằng tay, không có chạy quảng cáo, không có PR, không có đưa traffic đi link gì hết, không có backlink gì hết mà lên được như vậy trong cái tháng đầu tiên thì quá tuyệt vời, mình đánh giá nó quá tuyệt vời các bạn. Đó, nên YouTube nó là vẫn là một cái nguồn để chúng ta xây nó đều đặn. Đó, và có thể là nó sẽ mất thời gian hơn trên Internet và Pinterest và Instagram. Tuy nhiên nó sẽ là một cái kênh mà chúng ta sẽ đi được khá là dài hơi đó các bạn. Mình đánh giá YouTube là một cái traffic cực kỳ tuyệt vời nhá. Đó, các bạn hãy đừng có bao giờ mình bỏ qua cái lưu lượng truy cập từ YouTube. Rồi, thì đây là ba cái kênh mà thời gian qua thì mình đang hướng dẫn cho các bạn. Nên nếu như các bạn vẫn chưa biết nó xem ở đâu thì hãy tìm kênh YouTube là Sơn PS, bấm một nút đăng ký nha, bấm một nút hình của chuông ở đây thì các bạn sẽ được nhận những cái video mới nhất. Và các bạn có thể bấm vào phần mục video, bạn đã xem hết những cái video mà trước đây Sơn đăng lên, hoặc là bấm vào phần danh sách phát đây này thì nó sẽ nhìn thấy được dễ hơn nha. Mình đã chia thành những cái danh sách phát rất là cụ thể để các bạn có thể dễ dàng theo học theo từng bài. Hoặc là mình đăng ký cái chương trình là tự học clickbank.com ở đây, tự học clickbank.com, điền tên và email vào thì Sơn sẽ gửi cho các bạn qua email các bài học nhá. Rồi thì bây giờ này, tiếp theo cái việc cần làm trong tháng 8 là gì, và cái kế hoạch trong tháng 8 thì cái Sơn PS sẽ có điều gì mới ở đây cho các bạn. Thì cái điều đầu tiên thì mình cũng sẽ làm demo thêm cho anh em. Cái tháng vừa rồi thì mình đang làm cái ngách là ngách cooking, đó là sản phẩm là 28 ngày keto. Thì bây giờ là mình đang chuẩn bị có một cái hướng, đó là mình sẽ làm demo thêm cho anh em cái ngách mới nữa. Mặc dù mình không có quá nhiều thời gian đâu các bạn, không có quá nhiều thời gian đâu, nhưng nếu như anh em ủng hộ thì mình sẽ làm cái điều này nhá.
Thì nếu anh em nào đã xem video tới đây rồi thì mình rất là cần anh em là bình chọn, nên nó là tháng 8 này mình sẽ demo cái cách nào để anh em lựa chọn, và sau đó thì mình sẽ làm ra những cái cách làm, những cái traffic, cái cách làm sao để quảng bá được để anh em có thể học hỏi theo. Thì kết quả trong tháng 7 vừa qua nó đã có rồi đấy, mặc dù là chúng ta đang sử dụng free traffic, đúng không nào? Các bạn hình dung đi này, bây giờ nhé, một bạn này bạn đã ra được 1.600.000 Việt Nam đồng mà từ free traffic, thì tốn thì tốn công của mình thôi, chứ mình cũng không có phải tốn tiền để chạy quảng cáo. Chứ bạn hình dung đi, bây giờ là nếu như bây giờ các bạn đó là chạy quảng cáo đi mà các bạn kiếm được 1.600.000 thì các bạn sẽ tốn bao nhiêu tiền chạy quảng cáo? Thậm chí là nhiều khi bạn chưa biết cách chạy á, các bạn chạy còn bị lỗ nữa kìa, đúng không? Sẽ rất là nhiều người chạy lỗ. Ai mà chạy bị lỗ từ quảng cáo, các bạn comment phía bên dưới tôi biết được không nào? Tôi nghe được rất là nhiều câu chuyện như vậy rồi. Nhưng khi mà bạn ấy làm một cái hệ thống mà khi nó đã phát triển đủ lớn lên rồi thì chắc chắn rằng đây là một cái traffic cực kỳ tuyệt vời cho các bạn nha. Đấy, thì 1.600.000 ở đây á, là nó sẽ tương đương, nếu như bây giờ mà ai chạy quảng cáo đi thì các bạn phải đâu đó chắc các bạn nó có nghĩa là bạn lãi được 1.600.000 á, bạn lãi được 1.600.000 á, thì chắc chắn rằng á, bạn nó phải bỏ rất nhiều tiền để rất là nhiều doanh số à. Có nghĩa là bạn nó phải bỏ ra rất là nhiều tiền để bạn chạy quảng cáo. Tiền lãi nó thường là 30%. Thì để bạn nó ra được 1.600.000 tiền lãi á, với lãi là 30% từ quảng cáo và 70% là chi phí quảng cáo, đúng không? Thì 30% là tiền lãi, thì đâu đó là bạn nó phải được 5.000.000, bạn nó phải được doanh số 5.300.000, doanh số 5.300.000 mà chia lại cho 23 thì tức là bạn nó phải là doanh số phải là 234 đô thì bạn mới được là 70 đô, bạn mới được 70 đô tiền lãi đó. Rồi thì trong tháng 8 này các bạn hãy giúp Sơn là bình chọn xem là bây giờ là chúng ta sẽ làm theo cách nào, và khi mà các bạn nó comment phía bên dưới theo yêu cầu nha. Nếu như các bạn nó comment cách nào nhiều thì mình sẽ làm cách đó, một trong ba cách thôi, chứ mình không thể nào làm hết cả ba được, bởi vì cái thời gian trong tháng 8 sắp tới thì mình cũng sẽ dành rất là nhiều thời gian để mình hỗ trợ cho những anh em học viên trong cái chương trình học viện Clickbank chuyên sâu, nên bởi vậy mình sẽ cần nó phải là phát triển cho chương trình ở đây vào một trong ba ngách thôi nhá. Ngách đầu tiên đó mình sẽ làm về ngách giảm cân weight loss. Ngách giảm cân weight loss thì ngách giảm cân thì chúng ta cũng đã quá rành rồi, đúng không nào? Nhưng anh em muốn Sơn demo thì Sơn sẽ làm cho anh em được chưa? Giảm cân này, ăn kiêng và giảm cân, thì bây giờ Sơn sẽ làm một là ngách đó, hai là ngách hẹn hò và xây dựng các mối quan hệ trong hôn nhân. Đây, nó là trong cái phần đó là nick size là self help và mình bấm vào phần marriage and relationship. Cái ngách này cũng là một trong những ngách rất là hot nha các bạn. Và cái ngách số 3 đó là về tâm linh và luật hấp dẫn. Rồi thì bây giờ là anh em hãy xem bình chọn giúp Sơn là mình sẽ làm ngách nào trong tháng 8 này thì comment phía bên dưới nha. Số 1 là giảm cân, số 2 là về hôn nhân và số 3 đó là về tâm linh, thì anh em comment 1 2 hay là 3 để cho Sơn biết nhá. Thì số lượng đông anh em comment thì mình sẽ làm theo ngách đó, được chưa? Rồi tiếp theo này, những cái traffic mà trong tháng 8 này mình sẽ chuẩn bị triển khai và hướng dẫn cho anh em, đó là đầu tiên vẫn là Instagram, Pinterest, YouTube. Cái này mình lặp lại rồi này, Pinterest và YouTube này. Và bên cạnh đó thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em là xây dựng một cái blog hoặc là mình sử dụng landing page để mình thu lead, thì mình sẽ ưu tiên cái này nhiều hơn, landing page và thu lead, chứ mình không có đi vào cái hướng là sell blog sẽ mất rất nhiều thời gian và cũng sẽ mất tiền nữa để anh em bắt đầu. Đấy, thì mình có nghĩa là sẽ làm một trong ba ngách này và làm demo trên những cái traffic như vậy. Thì bây giờ là traffic thì có hai dạng, là một là free traffic, hai là paid traffic. Thì Sơn nghĩ rằng là anh em vẫn đang quan tâm rất là nhiều về cách để sử dụng free traffic và làm sao để mình có thể tạo được lãi và không cần phải bỏ vốn để bắt đầu, đúng không nào? Và có cái điều gì mới đây thì mình sẽ làm thêm một cái về Facebook group nếu như có thời gian nha. Và Facebook group thì anh em trong cái lớp học viện Clickbank chuyên sâu đang làm quá tuyệt vời rồi, và một bài viết có thể đăng lên là mấy trăm comment, một ngày có thể tăng lên cả hàng trăm click. Các bạn hình dung đi, 100 click các bạn chạy quảng cáo đi, bây giờ là 100 click mà cứ là 0,23 đô một 0,3 đô một click đi, 100 click mà cứ 0,3 đô
100 click mà cứ không. Đây mình sẽ bấm lại nha, 100 click mà cứ 0,3 đô một click thì đâu đó là phải 30 đô rồi, 30 đô rồi. Và anh em trong học viện Clickbank chuyên sâu đang là một ngày có thể tạo được là trên 100 click từ miễn phí từ Facebook group nha các bạn. Đó, rất tuyệt vời. Rồi bên cạnh đó thì Sơn cũng sẽ biểu diễn và demo cho anh em thêm về Bing Ads, Facebook Ads, thuê influencer hoặc là những cách nào đó để mình có thể mua được data ở trên mạng. Và nó sẽ rất là đúng cái thị trường ngách của chúng ta nha. Thì mình nghĩ rằng là theo cái lộ trình này thì nó quá nhiều điều rồi đó. Không biết là có đủ thời gian hay không. Và thay vì trước đây là mình đang làm một tuần là 3 video mới lên trên YouTube, thì có thể là trong cái tháng này mình sẽ thử trải nghiệm xem là một tuần 5 video, xem anh em có xem hay không. Không biết là anh em có xem hay không. Thế nên mình rất là cân nhắc, nếu như mà ra nhiều video quá thì thứ nhất là sẽ không có chất lượng, mình cũng không có thời gian để mình quay bấm máy, bởi vì ra một video như vậy mình phải mất rất là nhiều thời gian để mình đã chuẩn bị slide, chuẩn bị thông tin, chuẩn bị dữ liệu để cho anh em có đầy đủ cái cơ sở thông tin kiến thức nữa, nên mình cũng đang rất là phân vân nha. Thì có thể là trong thời gian tới mình cũng sẽ làm một cái buổi live stream ở trên Facebook group hoặc là trên YouTube để anh em biểu quyết cái việc này. Mình sẽ làm 5 video nhá. Rồi, cái điều tiếp theo là trong tháng tới này mình sẽ nâng cấp thêm ở trong cái chương trình học viện Clickbank chuyên sâu. Hiện tại thì đang có trên 50 bài giảng rồi. Hiện tại thì có trên 50 bài giảng ở trong cái lớp học viện Clickbank chuyên sâu rồi đó anh em ạ. Thì đây là cái đường link nhá. Và cái chương trình này là trị giá là 1.997 đô. Thì có một vài anh em nói với cả Sơn là giữ cho anh em là cái mức học phí ưu đãi là 297 đô như từ trước tới giờ Sơn đang làm. Thì bây giờ là Sơn sẽ ok, thì Sơn sẽ giữ cho anh em thêm một thời gian ngắn nữa thôi nhá, để một vài anh em đang chuẩn bị tài chính để có thể đăng ký vào chương trình này đó. Thì cái chương trình này thì nó quá tuyệt vời đi, và anh em có thể xem được cái module ở bài học phần này. Hiện tại đang có 12 phần bài học và có trên 50 bài giảng, và liên tục mình luôn luôn cập nhật nó, chứ không phải là anh em học những cái mà đã quá cũ rích không, thì anh em sẽ luôn luôn được cái sự hỗ trợ và giải đáp 24/7. Anh em sẽ được tham gia vào nhóm hỗ trợ riêng biệt, và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ được tham gia vào trong cái nhóm chat, cái quyền truy cập vào một cái nhóm huấn luyện riêng của những anh em trong học viện Clickbank chuyên sâu, không phải là cái nhóm trở thành chiến binh ở đây nha. Thì cái nhóm sẽ là chuyên sâu hơn và được tư vấn 1-1, được coaching 1-1 và được hướng dẫn chi tiết cái cách làm qua điện thoại, Messenger hay là email riêng tư. Thì anh em có thể liên hệ qua bất kỳ cái phương tiện truyền thông nào để có thể liên hệ với cả Sơn. Và bên cạnh đó thì Sơn cũng sẽ ra mắt cái là một cái vũ khí mới để giúp cho anh em có thể kiếm được đủ học phí sau lớp học này. Sẽ kiếm đủ học phí sau lớp học này và hoàn toàn là có thể gấp được khoảng 3 lần nếu như anh em làm giỏi. Ví dụ chương trình này là 297 đô thì anh em hoàn toàn có thể kiếm được 1.000 đô sau cái chương trình này, nhờ vào một cái chương trình là Super Affiliate mà trong thời gian tới thì Sơn đang xây dựng nó nha. Mình đang xây dựng một cái chương trình là Super Affiliate. Bây giờ thì mình vẫn chưa có tiết lộ cho anh em Super Affiliate là gì, nhưng trong thời gian tới thì mình sẽ đưa ra cái chương trình là Super Affiliate này để sẽ giúp cho anh em trong cái chương trình trả phí đó để có thể là hoàn lại vốn hoặc là gấp 3 lần tiền vốn chỉ trong một thời gian rất là ngắn thôi. Và cái điều cuối đây này, Sơn muốn cân nhắc cho anh em, đó là anh em cần phải nhớ đó là cái cột mốc là 10.000 là follow. Thì khi mà anh em đã đạt được cái cột mốc này rồi thì cái việc là ra sale thì nó rất đơn giản thôi. Nên nó không có, nên hãy phải kiên định với mục tiêu của mình, kiên trì làm đúng đủ và đều đó. Anh em đang coi tới video ở đây rồi, nếu như đã coi được tới đây thì hãy comment phía bên dưới là làm đúng đủ đều đó. Hãy comment phía bên dưới video này để tôi biết là anh em đang coi tới đây nhá. Đó là từ khóa đó, hãy làm đúng đủ đều và mình hãy kiên trì với nó, kiên định với nó. Anh em có thể là mất 30 ngày, có thể mất 60 ngày, có thể mất 90 ngày, nhưng đó là chuyện rất là bình thường thôi, được không? Anh em hãy hình dung như bây giờ mà mình mở quán cà phê ra, rất là nhiều người dại dột bỏ ra hàng trăm triệu mở một quán cà phê, sau 1.5 năm thu về một đống nợ, và sau đó là sang cửa hàng đó, tự nhiên đang có một công việc ổn định, đang rất là ngon, thì tự nhiên nó lại thêm một đống nợ, thu nhập chả được bao nhiêu hết.
Thì bây giờ là mình có sẵn sàng mình đầu tư thời gian ở đây để làm gì? Để mình học không? Để làm gì? Để mình phát triển cái tư duy mới, để mình học một cái kỹ năng mới, và mình đang xây dựng cho mình một cái ngôi nhà, không, một ngôi nhà ước mơ để anh em có thể tạo được những cái thu nhập trên internet đầu tiên. Thì cái này là quá nhiều anh em đã làm ra kết quả rồi, thì hy vọng rằng các bạn hãy luôn luôn theo dõi những cái gì mà Sơn chia sẻ, hãy có thể là follow Sơn ở trên Facebook cá nhân. Các bạn có tham gia đăng ký học chương trình là Học viện Clickbank chuyên sâu này hay là chưa? Có thể là do các bạn chưa đủ được điều kiện về tài chính, thì Sơn vẫn yêu quý các bạn như bình thường nha các bạn, chứ không phải là vì như vậy mà mình không có chia sẻ hết mình. Mình vẫn luôn luôn chia sẻ hết mình cho anh em đó. Và nhưng tại sao lại có cái chương trình học viện chuyên sâu? Đơn giản là mình muốn lọc ra được những anh em là thực sự là mình cam kết, thực sự nghiêm túc, và họ mong muốn được rằng là được cái sự hỗ trợ một một từ Sơn. Và bên cạnh đó, đó thì bạn cứ hình dung như vậy này, không thể nào mình có thể chia sẻ được tất cả mọi thứ, everything, từ cái ngách mà mình đang làm, cái sản phẩm mà mình đang kinh doanh cho hàng nghìn người được không? Thì chắc chắn anh em sẽ học của nhau, copy của nhau y chang, sau đó là sẽ phá nát thị trường. Nên bởi vậy cái quyền lợi này chỉ dành cho một số như anh em là đã trả phí, và đây cũng là cái công sức, được chưa? Chứ không phải là vì anh em không tham gia học thì mình không yêu thương anh em, không có giúp đỡ anh em. Anh em đặt ra câu hỏi thì mình vẫn trả lời như thường, thậm chí là rất là nhiều câu hỏi mà trả lời hỏi nhiều lần rồi thì mình vẫn vào mình trả lời đó. Thì đó là cái sự mà mình rất là yêu quý anh em rồi. Thì cảm ơn anh em nha, bây giờ là cũng khá là dài rồi, và hãy luôn luôn đồng hành không, và chúng ta sẽ cùng xây dựng cho mình một con thuyền đó, xây dựng cho mình một cái tương lai thật là sáng lạng, để mình có thể tạo được những cái thu nhập 500 đô, 1.000 đô, thậm chí là vài nghìn đô trong thời gian tới nha. Rồi, chúc anh em thành công và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye anh em.